cuộc đeo bám của truyền thông với nàng dâu thứ hoàng gia Anh. Mọi hành động của vợ chồng hoàng tử Harry trở thành chủ đề bàn tán và được người dân theo dõi sát sao khi họ về Anh để tham dự tang lễ của nữ hoàng Elizabeth II. Trong chuyến trở về xứ sở sương mù để thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia khi cố nữ hoàng Anh qua đời, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Ngày 10 tháng 9, gia đình Harry cùng vợ chồng hoàng tử William xuất hiện tại cung điện Windsor để chào hỏi người dân đến tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth II. Nữ công tước xứ Sussex diện bộ trang phục đen khi đi dạo cùng ba thành viên còn lại trong 45 phút, theo New York Times. Theo chuyên gia ngôn ngữ hình thể Judy Diem, cô có dấu hiệu bất an trong đợt xuất hiện trước công chúng này. Cô thường xuyên vén hoặc hất nhẹ tóc khi bước đi. Hành động này cho thấy Meghan đang cố kìm nén sự lo âu. Nhiều người cho rằng dịp hội ngộ ngắn ngủi này là dấu hiệu hòa giải trong cuộc chiến tranh lạnh giữa thân vương và vương phi xứ Wales William và Kate và công tước và nữ công tước xứ Sussex Harry và Meghan trong vài năm qua. Bộ tứ hoàng gia Anh lần đầu xuất hiện gần nhau đến vậy để bày tỏ lòng biết ơn với người dân đến chia buồn vì sự ra đi của nữ hoàng. Điều đó chứng minh rằng họ có thể hiện diện cùng nhau mà không bộc lộ thái độ ghét bỏ dành cho đối phương. Meghan luôn bị soi mói. Kể từ thời điểm Meghan xuất hiện trước công chúng và suốt những ngày sau đó, cô luôn là tâm điểm chú ý. Những người theo dõi vợ Harry trên báo chí và phương tiện truyền thông xã hội liên tục phân tích về ngôn ngữ hình thể, thời trang và biểu hiện của nàng dâu thứ. Chẳng hạn, họ so sánh chiếc váy xòe, màu đen của Meghan với trang phục của Kate. Hoặc việc vương phi xứ Wales không có ý định thân thiện với Meghan Markle, cố tình chọc tức em dâu bằng cách không nhìn hoặc nói chuyện với cô. Một người dùng TikTok còn soi ra được Meghan đã cố gắng vượt lên trước những người khác vào khu vực. Bề hoa khiến Harry phải khéo léo nhắc cô bằng cách nắm tay vợ và nhường cho anh chị đi trước. Các ý kiến về Meghan rất khác nhau và tạo nên luồng tranh cãi trái chiều. Phản ứng của dư luận đối với các sự kiện như thế này có xu hướng phản ánh những cảm xúc của người trong cuộc. Tuy nhiên, phần lớn đều vui mừng khi thấy hai cặp đôi xuất hiện cùng nhau ở lâu đài Windsor. Trên Twitter, các hashtag như Meghan, Meghan Markle vô gồm thu hút hàng triệu lượt xem. Hôm ngày 15 tháng 9, làn sóng chỉ trích lại nhắm vào hoàng tử Harry và vợ Meghan khi họ nắm tay nhau rời khỏi đại sảnh Westminster sau lễ rước linh cữu của nữ hoàng Elizabeth II từ cung điện Buckingham. Đến đại sảnh Westminster, nhiều người không hài lòng với hành động của công tước và nữ công tước xứ Sussex và cho là không phù hợp, không tôn trọng cố nữ hoàng cũng như nghi thức hoàng gia. Thế nhưng, một cặp đôi khác, con gái của công chúa Anne, Zara và chồng của cô, Mike Tyndall, cũng nắm tay nhau trên đường đi ra ngoài xong không hề bị đàm tiếu. Như những người hâm mộ Meghan từ lâu đã chỉ ra, cô thường bị những tờ báo lá cải thù địch và mạng xã hội tấn công vì làm những điều giống hệt các thành viên hoàng gia khác. Đặc biệt là Kate, công nương xứ Wales, người luôn được ca ngợi. Sau khi quyết định rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến California, Mỹ vào năm 2020, vợ chồng Harry đã làm việc siêng năng để nuôi dạy hai con và định vị lại mình như những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng. Họ ký hợp đồng với Netflix, tham gia nhiều tổ chức từ thiện và kinh doanh. Harry còn phát biểu tại Liên Hợp Quốc, còn Meghan bắt đầu một loạt podcast với các khách mời tầm cỡ. Ngoài ra, cả hai cũng lên tiếng cho các vấn đề như sức khỏe tâm thần. Đặc biệt, Harry, Meghan đang thực hiện một cuốn hồi ký hoàn toàn trung thực và tường thuật thẳng thắn. Nhiều chi tiết về việc họ rời bỏ gia đình hoàng gia và hành trình sang Mỹ sinh sống. Hứng chịu chỉ trích vô lý. Khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tuần trước, tờ Daily Mail chế nhạo nhà Sussex là đang tận hưởng chuyến du lịch giả của hoàng gia. Còn tờ Thăm ở London gọi một cách không khéo léo là chuyến du lịch hoàng gia tự do thu nhỏ. Các cáo buộc cho rằng Meghan và Harry đã tìm kiếm sự chú ý một cách trắng trợn trong sự kiện này. Báo chí phương Tây được dịp phô bày lập luận của mình và hầu hết đều tiêu cực. Ngoài ra, sau khi người trị vì lâu nhất Vương quốc Anh qua đời, Harry một mình đến lâu đài Balmoral, Scotland. Ngay lập tức, nhiều bài báo đăng tin, mà không cần xác minh, rằng anh đã được lệnh không dẫn theo Meghan để không làm phiền những thành viên khác trong gia đình. Harry ở lại chỉ một thời gian ngắn trước khi trở về với vợ. Theo Sarah Lyon, cây viết của tờ New York Times, công chúng sẽ không bao giờ biết sự thật đằng sau đó. Chẳng hạn, không có gì rõ ràng cho thấy vua Charles III ra lệnh cho các con trai gác lại mối thù như Daily Mail đưa tin vào ngày 17 tháng 9, hoặc hoàng tử William đã đơn phương gửi một văn bản cho em trai gồm các yêu cầu về sự xuất hiện chung, cũng do tờ báo này đăng trong hôm nay. Ngoài ra, tờ Mirror còn chỉ ra rằng đám đông từ chối bắt tay với Meghan và một số trường hợp còn ngạo mạn đeo kính râm để đáp lại sự xuất hiện của nàng dâu thứ. Trong khi đó,
Piers Morgan, nhà bình luận, một người quan sát chặt chẽ và không ngừng chỉ trích Meghan, luôn đưa ra những quan điểm phiến diện nhắm vào vợ của hoàng tử Harry.